dùng một chút thủ thuật biến cái điện thoại Android này hoạt động giống như một cái Android box luôn, cắm phát màn này như màn Android. Đấy. Tiếp tục. Anh em thấy không? Có Google Maps này, có YouTube này, có MP3, giải trí á, chỉ cần vậy thôi. Thử ra lệnh giọng nói nhá. Mở nhạc, Tuấn Hưng. Chắc chắn rồi, đang yêu cầu Zing MP3 phát Tuấn Hưng. Quá thông minh. Dẫn đường nhá. Dẫn đường về 138 Láng Hạ. Đến 138 phố Láng Hạ. Trời, quá tuyệt vời. Nhưng đây chắc chắn mới là cái anh em thích nhất, xem YouTube. Em là con thuyền cô đơn. Anh em nhìn này, kể cả tôi có vào số D và di chuyển vẫn xem bình thường. Trong khi sử dụng giải trí và cắm cáp, anh em vẫn dùng điện thoại như bình thường. Còn về xe thì chắc chắn là không có gì khác biệt rồi. Cài từ xa cho anh em luôn nhá. Chi phí có 5 lốp thôi và bảo hành trọn đời.